Sinh ra ở một bản làng heo hút của tỉnh Hà Giang, cậu bé Lù Văn Chiến, dân tộc Nùng, bị dị tật bẩm sinh hai chân, khiến em chỉ có thể lết bằng tay để di chuyển, như quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Số phận của Chiến có lẽ sẽ gắn chặt nơi rừng núi heo hút ấy nếu như không có những con người với trái tim tràn đầy yêu thương và sức mạnh kết nối của cả cộng đồng để giúp phẫu thuật tìm lại đôi chân cho em. Hành trình đó là một hành trình kỳ diệu của lòng nhân ái, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường được viết nên bởi nỗ lực của rất nhiều người. Chiến của bà mới sinh ra đã bị dị tật ở chân. Hai bàn chân nó nhỏ xíu. Mẹ nó thấy vậy lẳng lặng bỏ đi biệt tích. Bố nó thì không quan tâm, bảo vứt nó đi. Nhưng bà vẫn quyết tâm giữ lại nuôi. Sống ở một bản làng xa xôi heo hút, cậu bé Lù Văn Chiến với đôi chân teo tóp vẫn hàng ngày vượt bao khó khăn để đến lớp cùng chúng bạn. Cho đến một ngày vào 3 năm trước, bức hình của em được thầy giáo đăng tải trên fanpage của một nhóm thiện nguyện. Một mạng lưới nhanh chóng được kết nối ở trong và ngoài nước để huy động sức mạnh của cả cộng đồng giúp tìm lại đôi chân cho Chiến. Tôi đã vào mạng để tìm hiểu về bệnh và liên lạc với một số bác sĩ tìm cách giúp cháu. Nhưng mà cơ đã bị teo và là một ca rất là khó. Mình thì có tham gia trong một nhóm thiện nguyện tên là Kết nối yêu thương. Nên mình thay mặt nhóm lên Hòn Su Phì để cùng khám online với lại bác Tôn cho bé. Tôi tiếp nhận Chiến cái lúc hai cái chân nó rất nặng rồi, 6 tới 7 tuổi, mấy cái xương nó biến dạng rồi. Đậu hô thuộc trước á, cái thẹo ở trong da, cái cơ nó kéo lại rất là nặng, thành ra cái ca mổ nó khó. Bác sĩ kết luận có thể giữ được đôi chân cho Chiến, nhưng ca phẫu thuật phải được thực hiện ở Australia. Dù đang có một cậu con trai bị bại não cần chăm sóc, chị Mai Vi vẫn quyết tâm gác lại mọi công việc gia đình để đồng hành cùng Chiến, làm điều mà trái tim chị mách bảo. Ca mổ rất là phức tạp, thời gian trong phòng mổ có hai chân là 6 tiếng. Bác sĩ bước ra nói là ca phẫu thuật thành công, thì lúc đó mình khóc, khóc ghê lắm, khóc nhiều lắm. Đi từng bước một. He's doing very well. Đúng rồi. Trở về Việt Nam, chị Vi quyết định nhận nuôi Chiến để em có điều kiện tốt nhất tập phục hồi chức năng cho đôi chân. Sau hơn 3 năm, với sự kiên trì của hai mẹ con, Chiến đã tìm lại được đôi chân lành lặn. Và hơn hết là một gia đình hạnh phúc bên người mẹ nuôi đã mang lại cuộc đời lần thứ hai cho em. Bây giờ con đã có thể đá bóng, chơi xe đạp cùng các anh và là điều ước của con đã thành sự thật. Lớn lên con muốn trở thành một bác sĩ giống như bác sĩ Tôn để chữa bệnh cho mọi người và những người bị khuyết tật giống như con.